Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sa Cát Lượng Thời Hiện Đại. Tại thì mình lúc này đang khám phá một món ăn từ Phan Giang rất là tuyệt vời quý vị. Phải nói là rất là ok. Các cái món ăn của Phan Giang thì làm cho mình cảm thấy rất là vừa miệng nha quý vị nhé. Và ẩm thực ở đây thì nó phong phú, mình chỉ khám phá được một vài món thôi quý vị. Từ từ rồi mình sẽ khám phá thêm nhé quý vị nhé. Ở đây thì thập cẩm, mình ra cắt lượng kêu cái món này là thập cẩm nhé quý vị nhé. Rất là ngon luôn, nhìn đã mắt, bắt mắt lắm quý vị ạ. Ngoài ra còn có rau trụng cho một tô bún như này rất là tuyệt vời. Nó là rất là phong phú luôn quý vị. Rau các bạn thực đơn đó. Quý vị muốn ăn món nào thì cứ việc ăn món đấy thôi nha quý vị nhé. Quý khách chúng ta hãy đến với VTV Đọc Travel Group. Đây là một trong những chương trình đặc biệt giảm giá từ ngày 2 đến ngày 6. Và quý khách chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những phần quà bất ngờ đưa về nhà cho người thân và gia đình của chúng ta. Và quý khách chúng ta sẽ được chạm tay vào vòng xoay may mắn. Vòng xoay may mắn sẽ giúp quý vị chúng ta nhận được những phần quà. Rồi lấy con chó luôn đi con. Nè chó nè. Lấy nào con? Rồi. Rồi lấy bịch bột ngọt cho mẹ luôn cũng được. Chai xà bông lấy nào lấy. Rồi ba bịch đường ra đi không bao giờ trở lại. Trời đất ơi. Tết nay khỏi mua đường, đường hai con ha. Rồi. Rồi dùm lại vừa qua cái nào giá trị nữa ủng hộ dùm lại cái tiếp bà con nha. Sẽ không nổi luôn kìa. Màn cảnh về thành phố Hồ Chí Minh thì rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị thấy chưa? Nước rất là tuyệt vời luôn. Đẹp nè quý vị nhỉ. Cảnh đèn nó phản chiếu ra điện thoại mình giống như là một cái gì đó của Chúa Giêsu ấy quý vị. Quý vị thấy cái ảnh mà coi như là Đức Chúa Giêsu ấy
là có cái pháp thuật như thế đó quý vị. Đẹp lắm. Giờ này là phản chiếu ánh đèn rất là đẹp. Ừ.